hết pin rồi. Hôm nay tôi sẽ review sạc dự phòng cho các ông nha. Một loại sạc có thể sạc cho cả hai thiết bị cùng một lúc luôn. Giới thiệu với các ông, đây là củ sạc dự phòng Pisen. Nhưng mà lúc đầu tôi lại bị hiểu lầm, nó là củ sạc kháng tơ lực, sạc tiếp. Tôi đã bị lầm khi mà thấy cái này. Nhưng mà thực chất đây là một cục sạc dự phòng, có hai cổng sạc, một cổng là USB-A và ở đây sẽ có một cổng USB-C to C, rất thuận lợi, vừa sử dụng được iPhone và vừa sử dụng được cho Android luôn. Và đây chúng ta sẽ có hai cái dây sạc cho Android và iPhone luôn, không cần phải dây dựa chỉ cho lằng nhằng. Tất cả đều sạc được hết nha, 10.000 á, chưa đủ đúng không? Tăng lên 20.000. Tôi quên mất, củ sạc này hỗ trợ công suất tối đa lên đến 22.5W, hỗ trợ sạc nhanh cho cả Android lẫn iPhone. 10.000 chưa đủ đúng không? Thì củ 20.000 vậy cũng tưởng như là ổ cắm điện, vì nó sạc giống như củ 10.000 hồi nãy, cũng là Pisen nhưng mà sạc 20.000, nhưng mà sạc nhanh thì chỉ có 20W mà thôi. Không sao, thời lượng pin trâu hơn thì chấp nhận, 20.000 vẫn chưa đủ đúng không? Lên cục nữa cho anh em nghĩ sao về cục 30.000 Pisen 30.000 mAh hỗ trợ sạch nhanh 22.5W, có thể sạch cho 1, 2, 3 3 thiết bị cùng một lúc với 2 đầu USB-A, 1 đầu USB Type-C. Ở đây thì đầu Lightning để sạch, hoặc là chúng ta có thể sạch bằng đầu Type-C vẫn được, không sao cả. Nếu như các bạn quan tâm tới những cục sạc dự phòng uy tín chính hãng, các bạn có thể thấy ngay tại hệ thống Bạch Long Store có rất nhiều sạc dự phòng cho anh em tha hồ lựa chọn, với công suất sạc nhanh khỏi phải bàn, nhanh như cách mà người yêu của các bạn quay mặt với các bạn vậy. Và đừng quên để lại một comment ở phía dưới để ủng hộ, góp ý cho kênh tụi mình, và hãy để lại một like, một tim nếu như các bạn thích video này nhé.